thấy bình hình, trang lòng nhìn lên thì thấy như vậy, nhưng mà khi chụp hình thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn cái hình ảnh nó hiện ra. Mấy bạn có diễn tả xúc động không? Quả đen đây. Thì như thế này gắn liền với truyền thuyết ngày xưa là Thạch Sanh đã giải cứu công chúa từ tay đại bàng. Bạn bàng thắng. Để nói nó đeo đường hen. Có một số cái chi tiết các bạn thấy không phải là nguyên trợ duyên đúng không? Có phần đó do tác động từ ngoại lực rồi.